Chào một buổi sáng nữa tốt lành nha mọi người. Ngày hôm nay Bích Trai kỳ duyên của mình sẽ làm một món ăn chơi giả, là mình sẽ nhồi bột để mình chiên một món bánh. Có lẽ là nó cũng tương tự như giống bánh cam, nhưng mà mình sẽ làm cái kiểu khác. Bột mình sẽ để một muỗng đường thôi, một muỗng ăn canh đường. Và đây là sữa đậu nành nguyên chất. Rồi giờ mình cho sữa tươi này, là mình cho một phần nửa bịch của sữa tươi thôi. Sữa tươi có đường. Rồi mình quậy hỗn hợp ra. Thì cái lượng nước đó là bao nhiêu sữa đậu nành và bao nhiêu sữa tươi, thì bắt đầu mình sẽ lượng cái lượng bột mình cho từ từ. Mình cho từ từ vào. Có thể mình sẽ làm cái này là bánh qua dạ, hay hoặc là bánh qua dạ làm với đậu xanh, hay hoặc là nhân là củ sắn. Tùy theo cái món ăn sở thích mình muốn làm món gì để mình ăn. Mình cho từ từ rồi mình quậy bột để cho nó đều lên nha. Coi coi chừng nào nó vừa nha các bạn. Thì bây giờ buổi sáng là mình sẽ trộn bột. Rồi mình để cho bột tới trưa nó sẽ nở lên. Trưa mình để khoảng 2-3 tiếng. Khi mình trộn xong rồi, mình nhồi xong thì mình sẽ đậy lại đó. Mình để tới giờ trưa cái bắt đầu mình sẽ làm để ăn trưa. Món ăn tráng miệng trưa. Khi ngủ thức dậy một giấc rồi có cái gì đó nhai nhai cho đỡ buồn. Thì bởi vì khi mình ăn chay thì không có cái gì là đặc biệt. Cho nên thỉnh thoảng mình làm những cái món bánh, cái món ăn vặt mà mình tự chế biến ở nhà, mình làm theo cái khẩu vị của gia đình mình nó dễ hơn. Vì bánh ngọt thì có khi người ta bán cái hương vị nó ngọt quá, nó ngoài cái sở thích của mình. Thường thì người ta làm á, người ta ngọt nhiều thì nhiều người thích ngọt, nhưng mà gia đình mình thì ăn ít có thích ngọt hơn. Cho nên mình làm chỉ ngon ngọt thôi cho nó vừa ăn với cái khẩu vị của gia đình mình. Rồi, như vậy là bột nó cũng đã vừa tay. Khi mình quậy, mình khuấy đều rồi thì bây giờ bắt đầu mình nhồi. Mình sẽ nhồi cho nó đều bột. Mình nhồi thì nó hơi lỏng thì mình cũng sẽ thêm bột được. Ở trong đây là có đậu nành và sữa tươi với một muỗng đường nha mọi người. Lấy ke muối rồi à, mình sẽ cho một ít muối nữa, muối bột. Mở keo đi. Mình có thể để nửa muỗng muối bột. Ở đây gia đình của mình ăn chay nha mọi người. Ăn chay hoàn toàn. Cho nên những cái món bổ sung cho người ăn chay mình thì một là trái cây, mình ăn xoài tơ sống, ổi, thỉnh thoảng lâu lâu ăn táo. Còn nước chanh hạnh thì mình uống mỗi ngày. Thì tất cả đều là những cái món ăn bổ sung cho dinh dưỡng người ăn chay. Gia đình mình, ông xã mình cũng thích ăn vặt, cho nên thỉnh thoảng mình cũng hay làm những cái món bánh lặt vặt để ăn bổ sung cho dinh dưỡng. Mình cũng
giải trí nữa. Rồi mình cảm giác là bột mình nó đã vừa tay. Thì mình có sẵn bột ở đây mình để thì mình chỉ nhồi rồi mình cảm giác nó vừa tay thì mình không để nữa. Rồi mình nhồi cho bột cho nó tơi lên thôi. Cho nó mịn thôi. Rồi mình để tới trưa bột nó nở ra rồi chúng ta hãy chiên. Không cần thiết phải chiên liền. Mình không có chuyên nghiệp nha mọi người, cho nên cái này là cái ống cán của cái chè tiêu mình lấy để mình xài thôi. Làm như cái này nó dễ mịn hơn, nó nhanh mịn hơn. Mình làm cái bánh gọn gọn thôi, mình không có làm cái bánh to các bạn ơi. Nên nha. Mình sẽ ủ bột trở lại. Mình nhồi xong thì cách này là mình sẽ để cho bột nó nở. Khi mình làm nhiều như thế này có lẽ mình sẽ không ăn hết một buổi nhưng mà mình cũng sẽ chiên hết. Là bởi vì khi mình chiên á thì mình sẽ để mình chiên không có vàng, mình để tủ lạnh đi. Rồi xong trưa ngày mai mình muốn ăn nữa mình lấy ra mình chiên tiếp. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái loại bánh có sắn ốc nha mọi người. Mình sẽ thử.
coi coi cái kết quả của cái bánh sắn ốc này nó sẽ như thế nào nha. Đây là một mì khoảnh nha các bạn. Đó là bột mì khoảnh. Mình làm bánh thì nó là bột mì ngang. Nhưng đây là bột mì khoảnh. Mình sẽ cho một chút sữa tươi vô. Là khoảng hơn một muỗng dầu ăn. Lẽ mình cũng sẽ cho một muỗng bột mì ngang. Thì cái bột này mình sẽ làm để cho nó có sắn ốc của cái bánh của mình nha. Cách mình chế biến là mình nhồi sẵn hết bột này đi. Mình cho sữa tươi từ từ vô rồi mình nhồi để cho nó vừa tay nha các bạn. Chứ nếu mình cho nhiều quá một lượt thì nó sẽ lỏng, mình mất công mình thêm bột. Mình nhồi đi rồi mình cảm giác nó chưa có vừa thì mình sẽ thêm từ từ lần một ít như vậy đó. Khi nào cho bột nó dính lại thì thôi thì xong, được. Mọi người thấy bột dính lại chưa? Rồi. Thì mình thấy bột nó đã dính lại là như vậy là được. Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai. Ở đây mình có 12 cục bột. Thì mình sẽ chia ra 12 cục nửa đều. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một và mười hai. Rồi có lẽ cái nào nó hơi nhỏ thì mình sẽ cho chia qua.
Nhắc lại nghe, bột sắn ốc mình sẽ làm sắn ốc bằng bột mì ngan các bạn. Mình trộn dầu ăn với lại một chút sữa cho nó dính lại. Sữa tươi. Ở bên đây nó cũng có cục to cục nhỏ, thì nữa mình sẽ chọn cục to thay cục to, cục nhỏ thay cục nhỏ. Cái tay mình làm nó không có đều đâu nha các bạn, không phải là cái máy nha, dạ xin thông cảm. Rồi như vậy thì mình sẽ đậy lại, mình sẽ làm xong cái khâu bột rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ chiên nó cùng với cái nhân của đậu xanh. Có thể là mình sẽ làm đậu xanh ngọt, mà cũng có thể là mình sẽ làm đậu xanh mẳng mẳng, là mẳng mẳng muối, không cần ngọt. Dọn sơn cái đi. Mình sẽ lấy đồ mình đậy lại để mình nhờ. Chưa bắt đầu mình mới tiếp tục. Rồi, mình đẩy nó lại đây nha, mọi người. Vậy là xong cái phần nhồi bột. Chỉ cần mình để khoảng 2 tiếng nữa là mình sẽ chiên. Ôi, tới chồng ơi. Rồi bột này hồi sáng mình đã để cho nó nở bột ra rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ nhồi bánh nha mọi người.
Rồi, đây là nhân ngọt nha mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ làm hai loại bánh. Ở đây là dừa với đậu xanh. Mình đã xào ngọt. Mình không biết là cái bánh này của mình nó sẽ có sắn ốc không nha mọi người. Mình hy vọng nó sẽ ra cái sắn ốc. Bánh của mình ngày hôm nay thì mình sẽ làm hết cái mâm này. Mình làm xong rồi thì mình sẽ để tủ lạnh. Mình để tủ lạnh, mình ăn từ từ thôi.
có thể là mình nướng hay hoặc mình sẽ chiên, nhưng mà nếu nướng thì mình sẽ giảm cái lượng dầu hơn đó mọi người. Mình chuẩn bị cái chảo để mình chuẩn nướng bắp. Ga thì chế độ lửa nhỏ, xài lửa lớn. Mình nghĩ là bánh của mình nó sẽ ra sắn ốc luôn nha các bạn. Mình mới là làm lần đầu tiên cũng chỉ thí nghiệm thôi, cho nên mình không biết nó sẽ như thế nào. Hy vọng nó thành công thôi. Rồi bánh mình nè, bây giờ một số mình sẽ nướng trước nha. Bởi vì khi mà bánh nướng thì mình sẽ giảm cái lượng dầu rất là nhiều nha mọi người. Thank you.
Cái bánh này mình sẽ cho nhân đậu xanh nha mọi người. Đậu xanh này, bữa nay mình làm hơi khét khét, mà mình hơi giọng khét nó cũng sẽ thơm, nó cũng sẽ ngon theo khét nha. Bếp chai kỳ duyên của mình là bếp giường quê, cho nên thất bại thành công là lẽ thường tình. Trong đời người thất bại thành công là lẽ thường tình, phải không mọi người? Mình không có chuyên nghiệp gì hết, nhưng mà tất cả những cái đồ của mình làm đều là thử thách, rồi thử nghiệm, rồi học hỏi, rồi sáng tạo. Nói chung là mọi thứ mình làm tất cả đều chỉ là sự sáng tạo của chính mình, bản thân mình mà làm thôi nha các bạn. Còn mọi người thì có thể làm theo cái, mình nghĩ là cái bánh sắn ốc của mình ngày hôm nay thì nó sẽ như là Phật. Ngày hôm nay mình sẽ có hai loại bánh nha, một loại thì mình sẽ hấp và một loại thì mình sẽ chiên. Đây là mè nha mọi người, mình sẽ cho mè, mình sẽ cho mè lên cái bánh của mình. Có lẽ cái này mình sẽ hấp một cái nè, rồi phần còn lại thì mình có thể chiên cũng được. Bạn sẽ thấy bếp chai dân dã của gia đình mình ở miền quê của Nam Bộ mình ở đây thì là hoàn toàn là dân dã nha mọi người. Không có cầu kỳ mà cũng không có chuyên nghiệp, không có bài bản giống như người ta làm lên video hay truyền hình gì hết á. Thì những cái loại bánh của gia đình của mình làm là mình sáng kiến, rồi mình nâng cấp nó lên theo cái kiểu của mình, theo cái kiểu biết làm của mình, hiểu biết của mình thôi. Sơ hạ lửa xuống cho nó cái độ nóng của nó giảm bớt lại nha, cái bánh mình nó chín ngon.
bánh nướng này mình có thể chở bề. Mình sẽ giảm bớt lửa lại, lửa nhỏ thì nó cũng mau khét chứ. Mình nghĩ là mình sẽ bớt lửa lại. Giờ là mình chỉ tận dụng cái hơi nóng của nó thôi, không muốn cho nó khét nóng nhiều quá. Nó nóng nhiều quá nó mau qua nó khét mà nó không chín bánh kịp. Và mình đang giảm tốc độ lửa nữa. A Di Đà Phật. Rồi, không lo. Ồ, nó vàng rộm lên rất là ngon. À, trưa, buổi trưa này mình chuẩn bị có một bữa bánh thịnh soạn cho gia đình. Không biết nó ngon cái cỡ nào, mới làm lần kế tiếp theo nữa đó. Tự làm không có học ai chứ. Cái lẽ bánh này, một là ngon, hai là dở. Nhưng mà mình cũng sẽ hài lòng với thành tích mình đã làm. Tại vì bờ bánh này là mình sáng kiến, cho nên mình không có học hỏi ai hết. Mình chỉ coi sơ lược ở trên mạng, rồi mình tự nhồi bột, rồi mình tự chế biến thôi. Cho nên mọi người có nhìn thấy mình làm thì cũng đừng có cười nha. Thật ra thì cười cũng được, không sao, cười thì vui. Tốt. Rồi lần cuối mình cho lửa lớn lên, mình lấy bánh ra nha mọi người. Tại vì khi lửa lớn lên thì bánh nó sẽ nhả dầu ra. Còn những cái bánh nướng của mình thì mình đang dựng đứng lên nên cho nó chín đều nha các bạn. Giờ mình sẽ trở cái bề đứng nó lại. Mình muốn bảo đảm cho nó chín đều hết trơn ba bên bốn bề, cho nên mình sẽ trở bề đều hết. Rồi đây là mình trở bề lần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thì lần thứ tư thì nó sẽ đều cái bánh hơn. Rồi thì bánh chiên mình sẽ tắt bếp. Rồi mình sẽ đẩy cái bánh lên trên để cho nó dở dầu nó xuống. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành cái món bánh của mình ngày hôm nay. Lấy cái dĩa đi anh. Để vô. Sẽ lau cho sạch cái dĩa, đổ nước ra, mới rửa. Vũ sạch nước. Rồi. Mọi người có thấy cái bánh của mình nó có sắn ốc không? Mình mới thử nghiệm lần đầu tiên đó nha các bạn. Rồi, xong.
vậy là một cái dĩa bánh mình cũng không biết đặt tên là bánh gì nữa mọi người ơi. Nhưng mà mình nhồi bằng bột mì khoảnh một ít rồi bột mì ngang là riêng hai thứ. Xong rồi mình trộn lại, mình cán sắn ốc thì nó sẽ ra một cái bánh như thế này, nó cũng dễ thương lắm. Mọi người cũng dùng thưởng thức với mình thử nha. Chúc mọi người cũng thành công như kỳ duyên của mình nha. Mình làm thì mình cũng hài lòng với cái bánh của mình chế biến thôi. Chứ còn bánh mua thì người ta làm thì theo ý của người ta, còn mình làm mình chế biến theo cái khẩu vị ngọt và vừa ăn của mình là mình đã nói rồi đó. Rồi như vậy là ngày hôm nay mình đã hoàn thành một dĩa bánh ăn trưa cho gia đình. Nhìn thấy rất là dễ thương và ngon. Mời mọi người cùng thưởng thức cái kỳ duyên nha. Và cầu nguyện, chúng ta sẽ cầu nguyện cho hòa bình thế giới, dịch bệnh qua đi, chúng sanh an lạc, mọi người đều gặp những điều may mắn tốt đẹp. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đại từ đại bi cứu độ khắp pháp giới chúng sanh A Di Đà Phật. Rồi đây là nhân đậu xanh. Nhân đậu xanh của mình nó hơi khét nè, nhưng mà mình không biết, chắc nó khét nhưng mà nó sẽ ngon theo kiểu khét. Đây nó cũng có cái sắn ốc nữa nè. Đây cái bánh này nó cũng có sắn ốc nữa nè mọi người. Nhìn thấy đẹp không, dễ thương không? Mình cũng mới chế lần đầu tiên thôi, mình thấy nó thành công mình cũng vui lắm. Nguyện hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc, dịch bệnh qua đi. Mọi người hãy bỏ ác theo thiện và hãy cầu nguyện cho nhân loại được cơm no áo ấm, chúng sanh an lạc. Ở đây là mình có nhân đậu xanh, rồi nhân đậu xanh cùng với dừa là nhân ngọt, còn nhân đậu xanh thì là nhân lạc nha các bạn. Rồi đây là một cái bánh sắn ốc nhân dừa. Nhìn cũng rất là ngon và hấp dẫn đúng không mọi người? Nguyện hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đại từ đại bi cứu độ khắp pháp giới chúng sanh. A Di Đà Phật, dịch bệnh qua đi. Nhân loại được cơm no áo ấm, mọi người cùng thương yêu lẫn nhau và thiện lương nhân ái giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đại từ đại bi A Di Đà Phật. Mời mọi người cùng thưởng thức với kỳ duyên mình nha. Rồi, mình thấy bánh nướng của mình nó cũng đã chín rồi đó mọi người. Thì cái sắn ốc này nướng thì mình sẽ ít có gặp cái sắn ốc hơn là mình chiên. Nhưng mà để lại giờ giảm cái lượng dầu mỡ mà mình không muốn ăn nhiều thì mình đã nướng. Cho nên nó không quan trọng là nó có sắn ốc hay không. Rồi, đây là cái bánh có mè. Ngày hôm nay mình đã hoàn thành một món bánh sắn ốc. Mà nó là hai cách. Một cách thì mình nướng và một cách thì mình đã chiên. Đây là những cái bánh mà mình đã nướng nha mọi người. Nó có mè, nó có sắn ốc nữa nè. Nó cũng dễ thương lắm. Thì mình cũng đã thí nghiệm lần đầu tiên và cũng đã rất là thành công. Và đây là bánh sắn ốc mình chiên. Thì mọi người nhìn thấy đây, nó có cái sắn ốc rất là đẹp, rất là dễ thương. Là bánh chiên sắn ốc nó rõ hơn nha mọi người. Rồi, xong. Và hôm nay mình đã hoàn tất một món bánh mà mình làm hai cách. Một cách là nướng và một cách là chiên. Mọi người sẽ cùng làm với bếp chai kỳ duyên của mình và cùng hướng về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới nha các bạn. Vì tâm linh của con người là trên hết. Đời sống của chúng ta chỉ là một điều nhỏ thôi. Nhưng tâm linh mới là việc lớn. Mình chưa bao giờ biết mình từ đâu sanh đến và chết đi về đâu. Thì chính tâm linh cuộc sống của con người sẽ đưa chúng ta tìm hiểu được khi chết đi về đâu. Muốn biết mình chết đi về đâu thì những ngày, tháng mình còn sống, mình nên thiện lương, nhân ái, từ bi, thương mọi người, mọi việc, giúp đỡ chúng sanh nhân loại thì sẽ biết linh hồn mình chết đi về đâu. Đó là một điều rất là thực tế, không có mê tín dị đoan gì hết. Rồi, mình chỉ nói vài lời như vậy thôi. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Và chúc mọi người một ngày bình an, tâm thân tâm an lạc. Hãy niệm A Di Đà Phật cùng với kỳ duyên. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, xin cứu khổ muôn loài thoát khỏi tai nạn. A Di Đà Phật.